Người đẹp, đồ uống của cô. Ôi không, giờ làm sao đây? Tôi không biết gì hết. Đưa nước ngọt cho tôi. Phải mau chóng mang ra cho khách. Lẩu tự sôi của anh đây à? Tôi có gọi trứng đâu. À, chuyện này, chuyện là vậy. Cái trứng này là người đẹp phía trước dành tặng cho quý khách đó ạ. Khi, soái ca. Người đẹp, trứng ngon quá, cho tôi thêm một phần như này nữa nhé.